con hết kia. Các người đập xe hàng à? Cậu điên à? Tôi đập xe cậu làm gì? Dám làm không dám nhận phải không? Lên! Cảnh sát đến rồi. Dừng tay lại. Đừng đánh nữa. Bỏ súng xuống. Lục Vĩnh Cương, làm việc tại đồn công an lâm nghiệp, trạm cảnh sát đối dân giả điều tra đầy đủ rồi. Ngoài tấm hình trong hồ sơ được niêm phong ở cục lâm nghiệp là Lâm Đại Sơn, những tài liệu khác đều đổi thành anh rồi. Anh mau chóng đến trạm cảnh sát báo cáo đi. Nhớ kỹ, giờ anh tên là Lâm Đại Sơn. Còn nữa, tuy sự việc đã qua lâu rồi, nhưng không chừng có người còn nhớ. Anh phải đề phòng, cố gắng ít tiếp xúc với người xung quanh. Làm xong việc lập tức rút lui. Biết rồi. Thành cảnh sát rồi, Lâm Đại Sơn. Trong đó có 100.000. Mật mã là 6 số 8. Kính đáo chút, đừng đi lung tung. Tôi muốn về nhà. Một khi bị bắt, em biết làm thế nào chứ? Biết rồi.